Yến xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch nha. Đây là tính năng lát nền dạng ổn nha anh em. Tiền anh em làm anh em đo cái nền nha, coi lấy cái máy laser anh em bắt góc vòng hết nha, coi nó chỗ nào mà nó cao thấp nha. Rồi anh em coi hai cái cửa đây, khi anh em làm mà đụng cái cửa lùa như vậy nè, gắn hai bên như vậy thì anh em coi anh em đo nha, lấy đầu này và qua tới đầu này nha. Đây là keo Weber nha anh em, thì cái cửa này nó trên lệch gần 2 phân nha anh em. Tướng căng qua đầu này qua đầu bên kia thì tướng sẽ cắt thôi, cắt cái đường này luôn. Bên đây là viên gạch nguyên nè, còn bên kia nó cái đầu kia cũng viên gạch nguyên, ở chính giữa nó bị đá vô á nè. Nếu mà nó rộng hơn thì anh em cắt hai cái đầu tướng đang làm cái viên này nha. Nếu mà trường hợp mà anh em bị đá cái đầu ra ngoài nó bị rộng á, ngay chỗ chính giữa thì anh em hai cái đầu hai bên thì anh em cắt nha. Còn đây là cái đầu nó túm vô thì hai cái đầu viên nguyên thì tướng cắt tới luôn, băng cọng dây thẳng qua bển luôn anh em. Thì anh em băng cọng dây qua anh em đo tự nhiên anh em cắt thôi nha. Thì đây là tướng đang lát gạch này là dán 73 nha anh em. Giờ lát gạch giả gỗ không có ai mà đi 5 năm nữa, một lần người ta lát 73 hoặc 82 hoặc lát xương cá này nó rất là cong, thì anh em đi 73 thì nó sẽ đỡ hơn. Em thấy cái răng cưa nó rất là ok nha anh em. Đây có rảnh thì anh em đóng thì nó sẽ tràn hồ dầu xuống hai bên mấy cái mép nha, thì cái bay phải cắt thiệt là sâu mới được, làm nó mới nhẹ nha. Trước tiên anh em đo cái nền á, thì anh em đo cái nền này nó cũng bị nó ô chính giữa mô lên đó anh em. Giờ ở đây thì cái cửa này đã gắn sẵn rồi, thì bây giờ mình theo cái cửa này, tướng sẽ theo cái cửa này hai viên, hai ba viên ra ngoài ngay chỗ nào cái khúc nào cao nhất thì tướng sẽ đo tướng đóng nha, đóng theo lên để mình chế nó khoảng nó bị mô lên khoảng 7 ly nha anh em. Coi cái khúc nào cao hơn thì mình đóng thôi, lớp thôi. Còn anh em bắn máy laser là tới đó anh em chượng phân rưỡi anh em đóng cái viên đầu cũng được, tính toán hợp lý sao làm được, nó đừng lại ngay chỗ đó nó đừng cấn là được nha. Đây là tướng đang nhận làm ở nhà dân nhà phố nha anh em. Đây là tướng đang lát keo nha, keo con Weber nha. Rất là nhiều anh em hỏi tướng có bán keo không, bên tướng không có bán keo nha, keo Weber tướng không có bán nha anh em. Thì anh em hỏi tướng đang xài keo nào thì tướng đang xài keo Weber, thì tướng sẽ chia sẻ cho anh em thôi, loại keo nào là xài ok thôi. Bên tướng chỉ có bán bay răng cưa, bàn đẩy gạch, máy laser, ke cân bằng, ke cân bằng tái sử dụng và thước đo lỗ khoan ống nước nha. Anh em nào mà có đặt hàng đó thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình là 0377 007 661 nha, tướng ship toàn quốc nha anh em. Cái ke cân bằng này nó rất là tiện. Có một cái là anh em kêu anh em làm á thì cái gạch nó cong á, nó bị vên bị cong ở chính giữa. Thường thường là những cái gạch giả gỗ này nó hay bị cong chính giữa nha. Cong thì có ke cân bằng thì anh em ép xuống, anh em bóp nó sẽ bị lên. Nó sẽ không có bị tình trạng vên chết, nó rất là ít luôn. Còn mà gạch này mà không có lát bằng ke cân bằng á thì nó sẽ bị vên chết. Nó sẽ rất là xấu. Bởi vậy lát gạch này ít người lát lắm. Ở đây là lát ba tầng này là lát hết nha. Ở đây là ba tầng này chủ nhà người ta chơi gạch giả gỗ hết. Cái này thứ nhất là nó tốn công, thứ hai là anh em phải xài keo, thứ ba là anh em phải xài ke cân bằng. Nó rất là nhiều yếu tố. Bởi vậy gạch này thì ở thì nhìn là nó đẹp rồi, nhìn là sẽ sướng thôi. Còn cái tốn tiền dữ lắm nha anh em. Khi anh em thấy tướng đi nền mà nó khoảng nó không cân bằng khoảng 5-7 ly thì anh em thấy tướng làm rất là kéo, rất là ok không? Chứ không phải trong như dự án chung cư nha anh em, trong dự án chung cư đó nó 1-2 phân không à. Còn đây anh em tướng thấy tướng kéo lớp keo rất là mỏng luôn nha. Đây là nó chỉ lệch có 5-7 ly thôi, nó chỉ bị trũng 5-7 ly thôi. 5-7 ly thì ok, làm thì nó cũng vẫn ok nha. Ai bên tướng thì anh em làm từ
kéo xong rồi anh em ép lại á, ép lại cái rãnh từ 2 ly cho tới 8 ly nha. Bay này là bay chuẩn nha anh em, cái độ răng của nó là đã chuẩn nha. Và hôm nay chúng sẽ hướng dẫn cho anh em, những anh em mới làm lên thợ ốp lát thì cứ anh em vô anh em cứ kiểm tra nền, thì nếu mà có bản vẽ thì anh em theo bản vẽ anh em lát nha, còn không có bản vẽ thì anh em cứ đo thôi, đo sao cho đừng có tép nhỏ là ok nha, đừng có tép 1-2 phân nhìn nó kỳ nha. Nếu mà 1-2 phân thì anh em chia ra hai đầu anh em cắt. Trước tiên thì anh em kiểm tra, anh em lấy máy laser anh em bắn giáp vòng, anh em đo coi ngay chỗ nào nó cao hơn, rằng mình canh ngay chỗ cao hơn mình đóng nha, mình tính toán sao ngay chỗ cao hơn đó, mình lát ngay chỗ kia dày, ngay tới ngay chỗ cao đó, thì mình lát trái luôn. Và thứ hai là nếu mà có cái cửa lùa như vậy đó, thì anh em hai cửa, là nếu mà cái nhà nó dài phải có hai cửa lùa, hai cửa kéo này nè, thì anh em băng con dây đầu này qua đầu kia thôi. Cái đường này thì tính sẽ đo từ viên gạch nha, chứ không có căng dây, căng dây nó dính dướng kéo hồ dầu nó ấy, là anh em đo từ viên cũng được, đo 30 70 30 70, hay 30 60. Còn anh em không đo thì nhiều quá thì nó sẽ nhìn cái rôn nó sẽ lượn qua lượn lại nha, 1-2 ly thì không có thấy, nhiều quá nhìn nó sẽ thấy. Thì công thức thì cứ như đó thôi, thì ở nhà dây dây nhà phố thì đơn giản rồi, anh em chỉ cần anh em lát nền thì anh em cứ tưới nước, nếu mà lát mình chết đó, thì anh em cứ tưới nước cho ẩm cái nền xong anh em làm dễ làm hơn. Rồi thứ hai thì anh em đo cái cốt nền, anh em lấy cân bằng nền lại, đo coi chỗ nào cao thì mình lấy thôi, lấy chỗ đó mỏng nhất. Thứ hai có cửa thì anh em lấy hai đầu, còn không có thì anh em bóp ke lấy một đường dây, còn anh em bắn cái ke qua xong rồi anh em chỉ cần một sợi dây thôi. Thì cái này tôi cũng có hướng dẫn cái tập hình như 7 mấy 8 mấy gì tôi không nhớ. Thì anh em nào mà có chưa có xem thì cứ quay lại bấm từ khóa xây dựng ốp lát gạch xem từ tập 1 lên nha. Tôi chia sẻ tất tần tật những gì bên ốp lát cũng như xây tô nha, ở trong dự án chung cư cũng như dân nhà phố nha anh em. Cách làm không bọt, không vên chớp, cách ốp không cần ghế móc mà vẫn chuẩn nha. Cách bắt lỗi ở trong dự án chung cư như thế nào thì Tuấn chia sẻ tất tần tật rồi. Đây là tập 400 mấy rồi, anh em cứ bấm anh em xem thôi nha, xem lên thì anh em sẽ hiểu những công thức để làm nha. Ở nhà dân nó sẽ khác hơn nhà phố như thế nào nha. Cái này nó có cái độ co giãn anh em, cho anh em bóp lên nghe nó nhóm viên gạch kia lên thì keo nó sẽ đi theo luôn, chứ nó không phải như hồ dầu nha. Còn độ bám của nó sẽ gấp 10 lần hồ dầu nha, và nó sẽ gấp 2 lần keo thông thường nha anh em. Keo này hơn nửa buổi á, hơn nửa buổi á thì anh em gỡ ra anh em làm thôi, hơn nửa buổi nó mới cứng được, nó mới khô. Thì cái phần bình luận của Tuấn tới đây Tuấn xin tạm dừng nha. Mời anh em xem Tuấn lát xong cái phòng này luôn cho anh em xem nha. Rồi thì anh em nào thấy kênh hay hữu ích thì hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video kế tiếp của Tuấn nha. Tuấn xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video kế tiếp nha. Rồi Tuấn xin chào. Thank you.